Tự hào là người Bình Dương, tự hào Bình Dương của mình có khu du lịch Đại Nam nha. Nghỉ lễ rồi không biết đi đâu chơi thì vô Đại Nam chơi đi mọi người. Ê, ở đây là tuổi thơ của biết bao nhiêu là người luôn á. Trong đó có tôi nữa nè, nay tôi đi ôm lại tuổi thơ mà bãi gửi xe siêu rộng luôn, có mái che là tôi ưng nè. Mà nay ta nói nó đi sướng giả man luôn, không có đi bộ nhiều nữa, bỏ 20.000 ra mua cái vé xe điện rồi đi vi vu. Nhìn mấy chiếc xe điện á mới tin là tôi chịu. Đây đây, anh em tụi tôi đây, anh em tụi tôi đến Đại Nam rồi nè. Chú tài xế có chạy vòng vòng chở tụi mình đi tham quan. Tụi mình vô Kim Điện chơi mọi người, cái chỗ này có cho cá ăn cho nên là tụi mình cũng đứng cho cá ăn. Mà nó vui lắm nha. Mấy con cá này nó khôn lắm, nó biết có người cho nó ăn á mọi người, cho nên nó đứng nó đợi sẵn. Cái khu Kim Điện này ta nói nó siêu hoành tráng luôn á mọi người. Chi tiết nhỏ được thiết kế rất là tỉ mỉ và chỉnh chu. Ở đây mở cửa cho bà con vô tham quan miễn phí, không có lấy lợi nhuận. Ta da, cũng qua cái khu tôi yêu thích nhất luôn nè, khu trà chơi. Ơi mà yên tâm nha, nay có vé combo rẻ rời luôn. Đây đây đây, chi tiết tôi để trên màn hình nè, tôi có nói rõ những cái trò chơi luôn và áp dụng từ 30 tháng 4 đến 31 tháng 8 luôn á. Có bà nào mà mê cái trò chơi xe đua F1 này không? Đam mê tốc độ nhưng mà cũng hơi sợ, cho nên là ngồi kế người yêu để người yêu lái cho an tâm. Trời ơi, nó đã giả man luôn á mọi người ơi. Nhưng mà chưa hết đâu nha, tụi tôi còn qua chơi huyền đụng nữa nè. Bây giờ tôi me mấy đứa bạn tôi đụng nó một phát chơi coi. Chơi xong cái tuổi thơ quay về luôn, lúc nhỏ tôi hay vô Đại Nam chơi lắm. Ở đây nha mọi người, nước uống hay tất cả mọi thứ đều có giá niêm yết rõ ràng, cho nên mọi người an tâm. Trò này năm lớp 6 tôi chơi tôi bị ám ảnh á mọi người. Mà nay lớn chơi lại cái nó đã sao mọi người, kiểu từ trên cao mà nó rơi xuống, trời cái cảm giác nó phơi giả man luôn. Chơi đã cái nư từ sáng tới trưa rồi, bây giờ tới giờ tụi tôi ăn cơm. Hôm nay là tụi tôi kêu một cái phần ăn đầy đủ nha, có trứng, có rau, có canh, có thịt thò. Cái cánh gà chiên nước mắm này rất là ngon luôn, phải ăn thử nha mọi người. Ơi mà cái này mới trắng động này nha, từ 1 tháng 6 là tặng vé miễn phí luôn cho trẻ em đến tham quan vườn thú và tắm biển Đại Nam nha. Siêu hời siêu hời. Đúng là cái tên gọi biển Đại Nam nha mọi người, rất là to luôn, siêu hoành tráng luôn. Bên đây có cái biển nước mặn nữa nè. Mọi người thấy 12 con giáp là mọi người biết tụi tôi đến đâu không? Chính là vườn thú á mọi người. Lúc nhỏ tôi đi nha là gia đình tôi siêng lắm, mọi người biết sao, đi bộ từ biển mà đi bộ qua tới vườn thú. Hello hello, tên tụi mình có mặt vườn thú rồi nè. Lần đầu tiên cưỡi đà điểu và cái kết. Tại đó ông bộ tôi ông sợ con đà điểu mổ ổng, nhưng mà đâu có đâu, nó cổng đi vậy vui gần chết luôn mà vé có 30.000. Ủa đâu ra má màu đen lạc lõi trong đây ta? Người ta đang ngồi nghỉ trưa mà làm phiền hú người ta, để người ta nhìn ra nè. Vô vườn thú mê với mấy bà vô ngắm sư tử, cọp, beo đồ này kia đó, rồi quên quay cho mấy bà coi. Đây trời nóng vậy là phải chơi chuột tiết mấy bà ơi, chứ ngoài chịu không nổi. Vô đây là mọi người phải cỡ giày ra để đưa cho các chú nhân viên. Tôi dắt người yêu tôi đi chế đám bạn tôi, cái tôi gắt cơm chó cho mọi người. Rồi hút này nhìn kỹ nha mọi người, với bộ tung tăng dưới tiết giống bên Hàn Quốc vậy á. Hời luôn là vui xỉu luôn á, chơi một mình thì không vui, nhưng mà có một tem bạn vậy trời, nó vui cực kỳ vui luôn. Tới nái và các lái luôn, đó chính là câu ruột của hậu cao đi ăn. Thấy phát áo mưa là tới công chuyện rồi đó, là tới biết công chuyện là chơi trò gì ở nha. Nè cái hút này gây cắn nó hồi hộp, tim đập bịch một cái đụng, nước bắn tung tóe luôn. Nên là có kinh nghiệm chơi rồi cho nên là tôi không có bị ướt. Chơi vui ơi là vui rồi, bây giờ tụi tôi qua cái rạp phim 4D. Chuyến Đại Nam hôm nay của tụi tôi rất là vui luôn nha. Đại Nam có rất là nhiều thay đổi, mái che mát phủ rộng khắp mọi nơi luôn, đi không có mệt gì. Thế này nhớ đến Đại Nam chơi nha mấy bà, bye bye.